Hồng Kim Bảo, ông béo nức tiếng là Võ, tuổi xế chiều gắn liền với xe lăn. Cả cuộc đời chỉ đấu võ thua mỗi Lý Tiểu Long, ngôi sao võ thuật nổi tiếng một thời Hồng Kim Bảo giờ đây thậm chí nhấc chân bước đi cũng trở thành gánh nặng. Hồng Kim Bảo tên thật là Hồng Tam Mao, sinh năm 1952 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hồng Kông. Bà ngoại của ông là Tiễn Từ Anh, nữ diễn viên võ thuật nổi tiếng thời kỳ đầu của điện ảnh Trung Quốc. 9 tuổi, Hồng Kim Bảo đã bắt đầu theo học sư phụ Vu Chi Nguyên ở Học viện Kinh Kịch Hồng Kông. Tôi lúc nhỏ thích chiến đấu ngoài đường phố, vì thế bố mẹ gửi tôi vào trường học kinh kịch để học nghệ thuật chiến đấu, diễn xuất, ông chia sẻ. Trong những năm học tập tại đây, ông là trưởng nhóm diễn viên nhỏ tuổi Thất Tiểu Phúc với nghệ danh Nguyên Long. Về sau, nhóm này còn có sự tham gia của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng như Thành Long, Nguyên Bưu, Nguyên Hoa. Hồng Kim Bảo và Thành Long trở thành những người bạn của nhau, gắn bó thân mật, sâu sắc cả trên phim lẫn ngoài đời, luôn hỗ trợ nhau khi cần. Tuy nhiên, hiểu hoàn cảnh của sư đệ Thành Long, Hồng Kim Bảo đã vui vẻ chấp nhận quyết định bỏ vai của Thành Long. Chúng tôi chào hỏi nhau bằng những lời lẽ hơi tục, có lẽ với Thành Long tôi không mắng thì sẽ không đã, ngôi sao võ thuật chia sẻ. Có duyên với điện ảnh và thần tượng Lý Tiểu Long. Năm lên 14 tuổi, Hồng Kim Bảo đã được sư phụ cử đi đóng thế cho một bộ phim điện ảnh Đại Túy Hiệp của đạo diễn Hồ Kim Thuyền. Bộ phim có sự góp mặt của ngôi sao màn bạc thời bấy giờ Trịnh Phối Phối. Đây cũng chính là cơ duyên đưa ông đến với con đường nghệ thuật sau này. Cũng nhờ cơ duyên này đã cho Hồng Kim Bảo một kỷ niệm mà sau này suốt đời ông không thể nào quên, đó là gặp được huyền thoại Lý Tiểu Long. Hôm ấy, Lý Tiểu Long có ghé thăm phim trường Gia Hoa, nơi Hồng Kim Bảo cùng một số diễn viên võ thuật đang tập đối kháng. Được gặp thần tượng là một niềm hạnh phúc không gì sánh nổi của cậu bé Kim Bảo lúc bấy giờ. Ông liền chạy đến trước mặt Lý Tiểu Long và nói, rất hân hạnh được gặp anh, tôi xem phim và thấy những pha ra đòn của anh rất mau lẹ. Nghe vậy, ngôi sao võ thuật liền hiểu lầm rằng cậu bé này đang thách đấu mình. Cậu nghĩ mình chịu được mấy giây trên sàn đấu, rồi hai người đánh nhau. Chân tôi chưa đưa lên đến hông của Lý Tiểu Long, chân của Lý Tiểu Long đã đánh lên mặt tôi rồi, anh ấy thật đáng nể, Hồng Kim Bảo kể lại. Cũng chính sự hiểu lầm này khiến Hồng Kim Bảo hiểu được khả năng thực sự của thần tượng, học hỏi được nhiều điều và cũng là lý do sau này ông được góp mặt trong bộ phim Long Hổ Tranh Đấu của Lý Tiểu Long. Năm 16 tuổi, do không may gặp phải một chấn thương lớn khiến ông phải nghỉ học và nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Đây cũng chính là lý do khiến cơ thể của ông dần trở nên to béo. Năm 1970, khi hãng phim Golden Harvest được thành lập, Hồng Kim Bảo được mời đến với vai trò chỉ đạo nghệ thuật. Hai bộ phim đầu tiên của ông đó là Quỷ Nộ Xiên năm 1970, Hiệp Nữ năm 1971. Năm 1973, ông cùng người bạn Thành Long được mời đóng vai phụ trong Long Hổ Tranh Đấu của Lý Tiểu Long. Trong phim, Hồng Kim Bảo vào vai một đệ tử của Thiếu Lâm Tự và có cảnh đấu võ trên khán đài với đàn anh họ Lý. Cảnh đấu võ không kéo dài, song đủ để Hồng Kim Bảo tự hào khi được diễn chung với Lý Tiểu Long. Điều đặc biệt là chính Lý Tiểu Long chủ động mời ông tham gia bộ phim Long Hổ Tranh Đấu, rồi đảm nhận vai trò trợ lý võ thuật cho phim Tử Vong Du Hí năm 1973. Do Lý Tiểu Long đột ngột qua đời nên Hồng Kim Bảo được đôn lên vai trò chỉ đạo võ thuật, thực hiện phần dàn dở của tác phẩm này. Sau tác phẩm này, sự nghiệp của ông béo làm võ thuật bắt đầu khởi sắc với tứ đại môn phái. Khi Thành Long trở thành ngôi sao lớn với phim Túy Quyền năm 1978, Hồng Kim Bảo cũng được biết đến là ngôi sao võ thuật với bộ phim Lâm Thế Vinh năm 1979. Với vai trò diễn viên, Hồng Kim Bảo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài béo ú, đáng yêu, khác hoàn toàn so với các ngôi sao võ thuật cùng thời, nhưng lại vô cùng linh hoạt và sáng tạo trong các màn trình diễn võ thuật. Ông giành được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần 2 với bộ phim Đề Phòng Tiểu Thủ năm 1982 và lần thứ 7 với phim Thất Tiểu Phúc năm 1988. Đặc biệt, ông lại tiếp tục mở ra một thể loại mới cho điện ảnh Hồng Kông, kinh dị hành động 2. Ăn cơm nghệ thuật lâu như vậy, nhưng đa phần Hồng Kim Bảo đều vào vai chính diện. Mãi đến năm 2005, ông lần đầu tiên đóng vai phản diện trong Sát Phá Lan, đóng cặp với ngôi sao võ thuật Trần Tử Đan. Bộ phim được coi là một trong những tác phẩm hành động xuất sắc nhất năm. Cảnh tỉ thí võ thuật của Hồng Kim Bảo và Trần Tử Đan được đánh giá là kinh điển. Sau đó, ông vào vai trùm xã hội đen trong phần 2 của Sát Phá Lan và Đạt Soái, đóng cặp cùng ngôi sao Lữ Tùng Hiền. Cùng năm đó, ông tham gia Tam Quốc Chi Kiến Long Tá Giáp cùng với Lưu Đức Hoa, Lý Mỹ Kỳ. Giải cứu Thành Long khi bị 50 người đuổi chém. Nhắc đến Thành Long, nhiều người khán giả Việt Nam đều nghĩ ngay ngôi sao võ thuật hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ lừng danh ở Trung Quốc, danh tiếng của Thành Long còn vươn ra cả châu Á và Hollywood với nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc như 12 con giáp, Giờ cao điểm. Là ngôi sao đình đám nhưng cuộc đời của Thành Long trải qua khá nhiều sóng gió. Sina đưa tin, Thành Long chia sẻ rằng ở những năm 1980, bản thân ông đã trải qua nhiều lần vào sinh ra tử. Ngôi sao võ thuật kể rằng, khi đó, thế giới ngầm ở Hồng Kông rất mạnh và cảnh sát cũng không thể kiểm soát hết được.
nhưng đó cũng là khoảng thời gian thịnh vượng của điện ảnh Hồng Kông. Với nhiều tác phẩm đình đám được cả thế giới công nhận, công nghiệp làm phim ở Hồng Kông có lợi nhuận rất lớn. Vì thế, xã hội đen thường đe dọa các nghệ sĩ Hồng Kông làm phim và Thành Long là một trong những cái tên được nhắm đến hàng đầu. Vào một hôm, khi Thành Long và người bạn đang ăn thì có 50 người cầm dao xông vào đuổi chém ông. Dù là một người rất giỏi võ, nhưng với 50 người đàn ông hung hãn cùng vũ khí xông vào khiến Thành Long rất sợ hãi và bỏ chạy. Thế nhưng khi đó, mọi người đều bỏ chạy tán loạn, không ai dám giúp Thành Long, chỉ có một người ở lại để giúp đỡ ngôi sao võ thuật là Hồng Kim Bảo. Khi vấn đề đã được giải quyết, Thành Long đã rất xúc động và cúi đầu cảm ơn người anh lớn. Thành Long còn nói rằng cả đời này, Hồng Kim Bảo là ân nhân của mình và để ông Trùm họ Hồng bắt nạt cả đời cũng được. Tài tử 65 tuổi cũng khen ngợi đàn anh là người có tư cách, đạo đức tốt và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ hậu bối. Vị đại ca nổi tiếng đa tình của Hoa ngữ. Bấy lâu nay làng giải trí Hoa ngữ, Hồng Kim Bảo vẫn được nhắc đến với danh hiệu đại ca làng võ hay ông Trùm Showbiz. Ông là một trong những diễn viên, đạo diễn chỉ đạo võ thuật có uy tín và địa vị nhất Showbiz. Hồng Kim Bảo cũng là người tạo dựng nên đế chế Hồng Gia Bang. Dưới trướng của ông là vô số những ngôi sao gạo cội như Nguyên Bưu, Nghê Tinh, Tiền Gia Lạc, Địch Uy, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Tằng Chí Vĩ. Có thể nói, quyền lực và tiếng nói của Hồng Kim Bảo trong giới đến Thành Long, Hứa Hoa Cương, Lý Liên Kiệt cũng phải kính nể, e dè. Không chỉ là đại ca khét tiếng Showbiz, Hồng Kim Bảo còn nổi tiếng đa tình. Trong đời, ông kết hôn 2 lần nhưng lại có vô số scandal tình ái ồn ào với những mỹ nhân xinh đẹp. Khi còn trẻ, Hồng Kim Bảo cưới một người phụ nữ Hàn tên Jo Jun Ok, họ có với nhau 4 người con. Trong suốt 10 năm, bà Jo Jun Ok vẫn nhịn sống bên chồng, tha thứ cho tính đa tình, trăng hoa của ông hết lần này đến lần khác. Nhưng cuối cùng bà vẫn phải ký vào lá đơn ly hôn bởi Hồng Kim Bảo kiên quyết muốn cưới Hoa hậu Hồng Kông Cao Lệ Hồng về làm vợ. Mang trong mình 2 dòng máu Australia và Trung Quốc nên Cao Lệ Hồng sở hữu nét đẹp lai quyến rũ. Nhan sắc của cô khiến Hồng Kim Bảo mê mẩn đến mức phũ phàng dứt bỏ người vợ lâu năm. Khi đó, mối tình của Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng vấp phải sự chỉ trích dữ dội. Bất chấp áp lực dư luận, Hoa hậu Hồng Kông vẫn cam tâm tình nguyện kết hôn với siêu sao làng võ. Thậm chí, bà chấp nhận từ bỏ hào quang sân khấu để lui về giúp đỡ chồng trong vai trò trợ lý kim thư ký. Cao Lệ Hồng còn quyết định không sinh con để tránh bị người ngoài dị nghị chuyện mẹ kế con chồng. Bà dành hết tâm sức chăm lo cho 4 người con riêng của Hồng Kim Bảo, một tay vun vén tình cảm gia đình chu toàn. Thế nhưng dù đã hy sinh rất nhiều, Cao Lệ Hồng vẫn không thể níu giữ được trái tim của Hồng Kim Bảo. Sau khi kết hôn, tài tử họ Hồng vẫn tiếp tục vướng vào nhiều bê bối ái tình. Những năm 2000, Hồng Kim Bảo thường bị bắt gặp la cà ở các tụ điểm ăn chơi. Đại ca võ thuật thừa nhận, có lần vì mãi vui vẻ ở bar, ông bị bạn trai của cô gái mình tán tỉnh đánh bất ngờ, đến nay vết thương vẫn để lại sẹo. Năm 2012, Hồng Kim Bảo bị tung bằng chứng qua đêm tại khách sạn với chân dài 21 tuổi Phương Thẩm Nghi. Hình ảnh hẹn hò của họ từng gây xôn xao dư luận một thời. Tuy nhiên, trước scandal ngoại tình của chồng, Cao Lệ Hồng chỉ bình thản cười đáp, tôi tin tưởng ông ấy. Tuổi xế chiều ngồi xe lăn đi chợ mua rau cho vợ. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới võ thuật, Hồng Kim Bảo này đã ở tuổi xế chiều. Vì từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ở chân nên hiện tại ông thường phải chống gậy hay ngồi xe lăn để di chuyển. Khi sức khỏe ngày một suy giảm, dù có là vì đại ca thét ra lửa thì Hồng Kim Bảo vẫn phải nương cậy phần nhiều vào vợ con, những mối tình phong hoa tuyết nguyệt cũng lùi vào dĩ vãng. Dù trước đây chồng từng làm nhiều việc có lỗi nhưng Cao Lệ Hồng vẫn luôn ở bên chăm sóc ông. Xúc động trước tấm lòng của vợ, Hồng Kim Bảo thổ lộ ông luôn biết ơn bà. Có lần Hồng Kim Bảo còn nói với Cao Lệ Hồng về sự tiếc nuối khi không có con chung, điều đó khiến bà rất cảm động. Một người tình chia sẻ. Những năm gần đây, Hồng Kim Bảo cũng đổi tính đổi nét so với trước kia. Ông không còn thích tụ tập với bạn bè ở vũ trường, nhà hàng. Thay vào đó, siêu sao võ thuật dành thời gian ở bên gia đình khi không phải quay phim. Ông cũng trân trọng và chiều vợ ra mặt. Giờ đây, ý kiến của bà rất có trọng lượng với ông. Đây là điều trước kia chưa từng xảy ra. Hồng Kim Bảo nhiều lần bị bắt gặp cùng Cao Lệ Hồng đi mua sắm, dạo phố. Ông thậm chí sẵn sàng đi chợ mua rau cho vợ và gia đình, bất chấp thân phận là ông trùm khét tiếng. Mới đây, tài tử họ Hồng tiếp tục xuất hiện tại một khu chợ bình dân. Vì không tiện đi lại nên Hồng Kim Bảo hướng dẫn chủ cửa hàng chọn rau giúp mình, dáng vẻ đầy kinh nghiệm. Như thể đã đi chợ mua rau cho vợ nhiều lần như thế rồi. Dù phải ngồi xe lăn, nhưng ở ông vẫn toát ra khí thế bá đạo của một vị đại ca lừng lẫy, trang khuyêu khuyêu viết. Trong một cuộc phỏng vấn, khi chia sẻ về hôn nhân với Cao Lệ Hồng, Hồng Kim Bảo cho hay ông là người nóng tính, có nhiều tật xấu, thường ăn nói xê xoa, bốc chát, hay văn tục, mắng mỏ người khác kể cả vợ, nhưng bà đều nhẫn nhịn. Ngược lại, có những điểm không hài lòng với Cao Lệ Hồng, tài tử 68 tuổi cũng đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để tìm hiểu nguyên nhân. Chẳng có ai thập toàn thập mỹ, điều quan trọng trong cuộc sống vợ chồng là nhún nhường, chấp nhận khuyết điểm của nhau, Hồng Kim Bảo đúc kết.